Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Khảo sát các địa điểm sạt lở ngập úng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, ổn định cuộc sống cho người dân. Cần Thơ, số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính cấm các ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày nhằm hạn chế tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản chay. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua 9 tháng 11, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số sở có buổi khảo sát các địa điểm sạt lở ngập úng trên địa bàn thành phố. Đoàn đến khảo sát kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc khu vực Thới Thuận, phường Thái An Đông, quận Bình Thủy và các điểm sạt lở dọc tuyến sông Trà Nóc. Tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai, đoàn đến kiểm tra dự án đang triển khai thi công bờ sông Ô Môn, tình hình sạt lở trên tuyến sông này thuộc địa bàn xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu địa phương, chủ đầu tư quan tâm khi xây dựng kè cần kết hợp phát triển giao thông. Các địa phương có điểm sạt lở khẩn trương triển khai các giải pháp để khắc phục ổn định cuộc sống cho bà con, đặc biệt quan tâm kiểm tra rà soát lại những điểm có nguy cơ sạt lở sụp lún và đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ có 39 điểm sạt lở làm sập hoàn toàn 8 căn nhà, 21 căn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 27/2023, quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Lễ động thổ công trình được thực hiện khi chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, sau đây gọi tắt là chủ đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định. Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 điều 107 luật xây dựng được sửa đổi bổ sung tại khoản 39 điều 1 luật số 62/2020/QH14. Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đáp ứng yêu cầu theo quy định. Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu thi công quy động đầy đủ nguồn lực bảo đảm hoàn thành các hạng mục dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo các nhà thầu thi công quy động đầy đủ nguồn lực tổ chức thi công 3K4 kiếp để bù lại tiến độ. Bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã được các đơn vị nhà thầu cam kết. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hoàn thành đắp vật liệu dạng hạt các cầu trước ngày 10 tháng 11, hoàn thành móng cắp phối đá dăm trước ngày 25 tháng 11. Đặc biệt, phải hoàn thành việc thảm bê tông nhựa trước ngày 10 tháng 12. Ngoài ra, các nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục bảo đảm hoàn thành thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố Cần Thơ từ đầu năm đến cuối tháng 10 vừa qua. Thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí lệ phí, thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cụ thể, có hơn 58.700 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2022, với giá trị thanh toán hơn 38 tỷ đồng. Tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt trên 60%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt gần 41%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao tối thiểu là 30%. Các cơ quan đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Kết quả, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến đạt trên 41%. Tất cả các xã đã triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính. Thành phố đã hoàn thành việc kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần tạo thuận lợi cho cá nhân tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.
Quý khán giả thân mến, qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ thông tin, để từ đó đưa hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố đạt nhiều thành tựu nổi bật. Có thể nhận thấy, dịch vụ viễn thông và Internet liên tục phát triển ngày càng rút ngắn khoảng cách thông tin giữa thành thị và nông thôn. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Sau 20 năm nỗ lực không ngừng, hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được chú trọng đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển băng rộng cáp quang. Đến nay, có trên 72% hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang. Trên 89% người dân trưởng thành có thiết bị di động thông minh, phủ sóng thông tin di động và thông tin di động băng rộng 3G, 4G, thí điểm thông tin di động 5G đến 100% địa bàn dân cư, đã hoàn thành mạng băng rộng đến 100% xã phường, các trường học, cơ sở y tế. Sau 20 năm thì cái phát triển về cái công nghệ thông tin nó rất là vượt bậc. Đặc biệt là nhà nhà là ai cũng có cái điện thoại thông minh là để là cập nhật những cái thông tin về cái kiến thức pháp luật, là cũng như là trong cái dịch vụ công, trong cái nạp hồ sơ. Nếu như sau khi chia tách, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở bước cơ bản, các ứng dụng nhỏ lẻ rời rạc, đến nay thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện hạ tầng số, nhiều nền tảng số và dữ liệu số được tạo lập, đẩy mạnh phát triển chính quyền số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành quản lý các ngành lĩnh vực hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hạ tầng viễn thông trong hệ thống cơ quan nhà nước thì đáp ứng đảm bảo 100%. Các cái máy chủ, máy chạm đều được kết nối phục vụ Internet tốc độ cao. Đối với người dân thì đảm bảo 100% hạ tầng viễn thông đến tới 100% hộ trên địa bàn. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử ở những năm trước. Bắt đầu từ năm 2021, cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đã khởi động xây dựng chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, bước đầu chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đã gặt hái những kết quả đáng khích lệ. Năm 2023 là năm thứ 3 Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Lần đầu tiên thành phố Cần Thơ xếp hạng 5 trong tổng số 63 tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số DTI 2022, tăng 10 bậc so với năm 2021. Còn với chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam năm 2022, Việt Nam ICT Index, thành phố Cần Thơ đạt 0,6808 điểm, xếp hạng 2 cả nước. Chỉ số ICT Index thành phố Cần Thơ đã có nhiều cải thiện và tăng bậc trong những năm gần đây. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, doanh thu đạt 6.718 tỷ đồng. Đến nay, có 100% doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế, kê khai thuế qua mạng. Chuyển đổi số đã đem lại cho doanh nghiệp cơ hội và thách thức để bứt phá vươn lên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu về chuyển đổi số của các khách hàng cũng như là của các cơ quan doanh nghiệp rất là nhiều. Nhu cầu về cái nâng cao năng lực phát triển đội ngũ của các cái đơn vị cũng đặt ra rất là nhiều cái nhu cầu lớn. Thì trung tâm thì có hai cái khoản hoạt động chính, đó là cái đào tạo cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng như là phát triển các sản phẩm phần mềm, cơ hội là triển khai nhiều các khóa đào tạo hơn, rồi phát triển các sản phẩm phần mềm của mình ngày càng đa dạng hơn để đáp ứng cái nhu cầu cho khách hàng. Qua thời gian tới thì thành phố là cũng sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi số trên là các cái lĩnh vực ưu tiên, nâng cao cái năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, rồi là tạo cái thuận lợi cho cái việc người dân là tham gia thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến, tăng cường khuyến khích bà con là thực hiện là thanh toán không dùng tiền mặt, rồi đưa các cái sản phẩm của người dân, của doanh nghiệp lên các cái sàn thương mại điện tử, kêu gọi các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư vào cái khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố, tập huấn rồi hỗ trợ cái kỹ năng số cho người dân. Sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, nỗ lực không ngừng để vươn lên trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước. Trong đó, chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển chính phủ số, xã hội số, công dân số. Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức nổi bật khác. Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp trung học phổ thông. Thay vì hai thì hiện nhiều chuyên gia đề xuất thêm phương án thứ ba, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến về các phương án cho kỳ thi này. Ba phương án đang được lấy ý kiến bao gồm: phương án 1, 4 cộng 2 gồm 4 môn bắt buộc, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn tự chọn. Phương án 2, 3 cộng 2 gồm 3 môn bắt buộc, ngữ văn, toán, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn. Phương án 3, 2 cộng 2 gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Theo khảo sát thì nhiều học sinh chọn phương án 3, tức là thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Vì theo các em, giảm được môn nào là bớt áp lực môn đó và có thêm thời gian tập trung các môn thi cần cho kỳ thi xét tuyển đại học sắp tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện các phương án thi đang được lấy ý kiến rộng rãi, không chỉ giáo viên, chuyên gia mà cả các bộ ngành có liên quan trước khi trình chính phủ. Trong đó điểm nhấn là tất cả 17 môn được đánh giá bằng điểm số đều được đưa vào kỳ thi. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên thông qua phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được ban tổ chức xây dựng dựa trên vụ án có thật đã được xét xử, đó là vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên tòa giả định, quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án đã truyền tải nội dung pháp luật vào cuộc sống, giúp cho người xem có hành vi ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Kết thúc phiên tòa giả định là phần giao lưu, đại diện ban tổ chức đã trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên liên quan đến phiên tòa giả định, giúp sinh viên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Dịp này, Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhằm hỗ trợ qua lại trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng thời gian này, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Các hoạt động đã góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cán bộ, viên chức và học viên nhà trường thêm nắm rõ các quy định của pháp luật để vận dụng vào công tác, học tập. Tăng cường năng lực, phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường pháp lý cho người dân, doanh nghiệp là chủ đề mà Trường Chính trị thành phố Cần Thơ chọn để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, có các hoạt động tuyên truyền như phổ biến pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020, luật hợp tác xã năm 2023. Qua đó giúp viên chức nhà trường và học viên đang học các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung, nắm rõ các quy định của pháp luật, vận dụng vào công tác học tập. Cái luật bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay được là đảng và nhà nước rất là quan tâm. Và đặc biệt là cái luật bảo vệ bí mật nhà nước nó gắn trách nhiệm rất là lớn đối với cán bộ công chức viên chức trong chúng ta thực hiện cái quy trình mà thủ tục và soạn thảo, sao chép, chuyển giao, gửi nhận văn bản về nước. Và hiện tại thì với cái tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay thì nếu mà chúng ta không có nắm vững có luật bảo vệ bí mật nhà nước thì vô tình chúng ta dễ cái vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là vi phạm về luật bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Là công dân của nước Việt Nam thì trước tiên là luôn tuân thủ theo các quy định về pháp luật của nhà nước Việt Nam. Ngoài ra thì trong cái công tác tại địa phương cũng thường xuyên là xuống gặp gỡ tiếp xúc người dân để tuyên truyền những cái nội quy quy định, những cái luật pháp về cho người dân hiểu và thực hiện. Đối với cái việc mà thực hiện các cái quy định pháp luật thì hàng tháng và hàng quý thì trường đều có một cái buổi sinh hoạt các cái quy định pháp luật mới có hiệu lực hoặc là có thể là cái chính sách chủ trương mới của địa phương. Qua đó thì giúp cho giảng viên, nhất là giảng viên có thể là cập nhật các cái thông tin, các cái quy định pháp luật mới vào cái bài giảng của mình để báo cáo với học viên qua các cái buổi học ở trên lớp. Và đồng thời qua đó thì cũng có thể là so sánh đối chiếu hoặc là có những cái lưu ý cho học viên trong cái quá trình mình áp dụng pháp luật theo cái quy định thẩm quyền của mình.
Dịp này, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ còn tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua hái hoa dân chủ. Bộ Tài chính cấm các ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày nhằm hạn chế tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay. Nội dung này được đề cập trong thông tư 67 hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm cải thiện quy trình tư vấn bảo hiểm của đại lý cá nhân và tổ chức. Theo đó, thông tư mới quy định nhà băng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp ký hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. Việc cấm này áp dụng với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Các loại bảo hiểm khác, Bộ Tài chính không đề cập tại thông tư này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông báo từ ngày hôm qua 9 tháng 11, giá bán điện bình quân tăng từ 1.920,37 đồng lên 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa gồm thuế VAT, tương đương tăng 4,5%. Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Với mức giá điều chỉnh mới, một khách hàng dùng điện sinh hoạt 0 đến 50 kWh phải trả nhiều hơn 3.900 đồng. Tương tự, khách hàng dùng từ 51 đến 100 kWh phải trả thêm 7.900 đồng. Ở các bậc 3 đến 5 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, tiền điện hộ gia đình phải trả tăng 17.200 đến 42.000 đồng. Mức phải trả tăng nhiều nhất là với hộ dùng trên 500 kWh thêm 55.000 đồng. Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, tiền điện tăng thêm 230.000 đồng một tháng. Sản xuất phải trả thêm 432.000 đồng và hành chính sự nghiệp là 90.000 đồng một tháng. Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm giá điện được điều chỉnh, lần gần đây nhất vào tháng 5 khi tăng 3%. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm học qua, năm học 2021-2022 và 2022-2023, chính sách phát triển giáo dục mầm non mà cụ thể là đối với giáo viên ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp được áp dụng đã mang đến niềm vui, nguồn sinh khí mới cho các giáo viên đang công tác tại các khu vực này. Vâng ạ, những hỗ trợ thiết thực này còn giúp giáo viên an tâm công tác. Chúng ta cùng đến với niềm vui này của các cô giáo mầm non. Là giáo viên mầm non ở lớp mầm non độc lập Tuổi Hồng thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn đã 10 năm nay. Công việc của cô giáo Nguyễn Thị Thu Ngân là chăm sóc nuôi dạy trẻ. Do ở đơn vị ngoài công lập nên lương của cô được khoán bình quân mỗi tháng 7 triệu đồng. Ngoài ra còn có một số phụ cấp khác. Kể từ năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023, cô được hỗ trợ thêm 800.000 đồng một tháng theo chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Tôi cũng được nhận cái hỗ trợ của chính sách là 800.000 một tháng. Thì tôi cũng được trang trải được một phần trong cuộc sống và có thêm cái động lực để mình làm việc chăm sóc cho mấy bé tốt hơn. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tập trung ở quận Bình Thủy và Ô Môn với tổng số 16 cơ sở. Trẻ học ở đây đa phần là con công dân đang làm việc trong các khu công nghiệp nhằm phát triển giáo dục mầm non. Cụ thể là chính sách đối với giáo viên ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Điều 10 Nghị định 105 NĐ-CP, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết 05-2021, NQ-HDND, hỗ trợ giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, 800.000 đồng một giáo viên một tháng. Chính sách này được áp dụng từ 2 năm nay, tức năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. Tôi cũng cảm thấy rất là phấn khích và rất là vui khi mà mình nhận được cái hỗ trợ này từ phía nhà nước. Đó cũng là một cái điều kiện để mà tôi có thể trang trải được cái cuộc sống gia đình. Tôi cũng cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Đối với các cơ sở ngoài công lập thì cái vấn đề mà tìm giáo viên thì cũng rất là khó, do là giáo viên mới ra trường thì họ cảm giác mình dạy ở các cái tư thục thì nó không được ổn định. Nhưng thật ra thì hiện nay về cái lương, cái hợp đồng của giáo viên ngoài công lập thì chủ cơ sở cũng rất là quan tâm. Ngoài ra thì thấy được cái khó khăn của giáo viên ngoài công lập thì thành phố mình cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ cho giáo viên. Thì nói chung là hiện nay là giáo viên rất là gắn bó với cái cơ sở ngoài công lập. Hiện thành phố Cần Thơ có 28 giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ từ chính sách.
với sự quan tâm của các cấp, các ngành đã phần nào giúp gia đình các giáo viên nâng cao thu nhập, an tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Quý vị thân mến, ngoài việc trồng hoa dạng thọ quanh năm để bán cho các tiểu thương vào dịp rằm hay là 30 âm lịch mỗi tháng, thì hiện nay bà con nông dân ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng đã chuẩn bị nhiều loại hoa như là cúc mâm xôi, cúc Đài Loan hay là cát tường để phục vụ cho dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hiện nay thì còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến thăm một số nhà vườn để xem hoa Tết của bà con trồng năm nay như thế nào nha. Vừa chăm sóc 2.700 chậu cát tường cho dịp Tết tới, anh Võ Văn Ân vừa cho biết loại hoa này cũng dễ chăm sóc nhưng trong giai đoạn đầu không thể để thiếu nước. Vì như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây hoa sau này. Năm nay trồng tăng hơn năm rồi. Năm rồi 1.500 rồi, năm nay tăng hơn, năm nay 2.700 rồi. Em trồng một chậu ba màu đó chị, cát tường màu hồng, rồi màu xanh với màu trắng việt tím. Vườn em hả, Đài Loan nè, rồi cúc bê cô nè, cát tường nè, còn mấy loại kia chưa trồng chị. Cát tường này nó cũng dễ chị. Thời lúc nhỏ này thì mình chăm sóc nó hơi cực chút vậy đó. Ngày tưới 3 lần, sáng, trưa, chiều. Từ tháng 8 âm lịch, bà con nông dân ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị vào vụ trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Tuy mỗi loại hoa có thời gian sinh trưởng mà gieo trồng vào những thời điểm khác nhau, nhưng để chuẩn bị cho một mùa hoa Tết rực rỡ, hoa kịp nở rộ vào đúng dịp Tết, ngoài yếu tố kỹ thuật thì kinh nghiệm của người trồng cũng rất quan trọng. Thời tiết này thấy có mùa sương rồi thấy đỡ đỡ đó, mà tùy theo con giống nữa. Trời ông giúp mưa sớm mà mình chịu khó tưới nhưng mà nó tốt hơn. Còn mưa hoài chứ nó công bông nó chậm phát triển hơn. Để chuẩn bị dịp Tết năm nay chuẩn bị khoảng 3.000 đến 4.000 chậu. Cúc Đài Loan, mâm xôi, giang thọ, cát tường. Thọ bọc đó thì nhiều lắm không biết, còn cúc này thì trồng mới có 200 chậu mà vài bữa nữa mới trồng thêm chừng 1.000 chậu cúc nữa. Cúc này là cúc Tết. Cây giống năm nay thì nói chung là nó cũng thuận mùa, nó đẹp, mà cây năm nay chú giao cho bà con thì hầu như tăng là có thể là được gần như gấp đôi. Chủ lực nhất là cát tường, cái thứ hai nữa là cây cúc Đài Loan, cái thứ ba nữa là cây cúc Pico. Năm nay đó lại thêm có giống mới nữa là mâm xôi Hàn Quốc, nó được một cái là nó được tới 4 màu. Trong khi mâm xôi thường của mình hồi xưa nó chỉ có một màu vàng thôi. Dự kiến năm nay người trồng hoa trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sẽ cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm hoa Tết, góp phần làm đẹp thêm mùa xuân mới. Các nhà vườn hy vọng từ nay đến cuối năm thời tiết thuận lợi để hoa đạt chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu thị trường Tết Nguyên Đán năm 2024. Sản phẩm sáng tạo chế đá cuội của đồng tác giả là các em Lê Đình Minh Nhật, Hoàng Anh Thư và Võ Lê Sao Khuê, học sinh lớp 5B8 trường tiểu học An Thới 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, năm học 2022-2023 đã đạt giải 3 của cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023. Bình minh năng động hôm nay, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những sản phẩm độc đáo được làm từ đá cuội của các em nhé. Những bức tranh đẹp và mang nhiều ý nghĩa về bảo vệ môi trường, gợi nhắc các trò chơi dân gian lành mạnh như thế này, được ba em tỉ mẩn tạo ra từ những viên đá cuội. Qua bàn tay của các em, những viên đá cuội có màu sắc tự nhiên và hình dáng rất đơn giản, bỗng trở nên sống động, vui nhộn. Trong một lần thì con thấy mẹ đang dùng những viên đá trang trí những cái cây, thì con suy nghĩ là có thể dùng mấy cục đá này để vẽ những bức tranh, gửi những thông điệp gì đó cho các bạn hay không. Và mỗi khi hoàn thành một bức tranh, con cảm thấy rất là vui vì tuyên truyền được cho mọi người về việc bảo vệ môi trường. Hiện tại thì những trò chơi công nghệ đã phát triển rất là nhiều, thì có nhiều người không còn nhớ về những trò chơi dân gian nữa. Và tụi con muốn truyền tải những trò chơi dân gian đến với mọi người nhiều hơn, cũng như giúp mọi người hoạt động ngoài trời nhiều hơn để nâng cao sức khỏe. Sản phẩm của các em được làm từ nhiều chất liệu dễ tìm xung quanh cuộc sống như sỏi đá cuội, giấy màu, màu keo dán. Để tạo nên những bức tranh từ đá cuội, người làm có thể tận dụng lại đá cuội từ các bể cá hộ gia đình, đá trang trí trong sân vườn. Việc sử dụng lại các vật liệu phế thải như thế này giúp tránh lãng phí, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường,
vừa mang tính sáng tạo nghệ thuật. Thấy ý tưởng của các bé nó rất là hay, thì em mới gợi ý các bé là nên làm những cái bức tranh mà có cái tính giáo dục là trò chơi dân gian. Ở thời xưa thì nó có tính giáo dục cao hơn. Ý tưởng hay ở chỗ là có tính giáo dục các bé những trò chơi nè. Cái thứ hai là nó giá trị thành phẩm nó rẻ, bảo vệ môi trường. Đó, thì các bé nó rất là vui, phấn khởi, chung tay làm với cô. Trong thời gian qua thì nhà trường đã tham gia rất tốt cái phong trào là sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Và may mắn là trong năm học 2022-2023 thì trường đạt cái giải là cấp toàn quốc, đạt giải 3. Thì nói chung đó là cái niềm vui của trường, cũng như là cái động viên, khích lệ cho các con cũng như là tập thể phấn đấu hơn trong thời gian tới. Sản phẩm từ đá cuội của các em rất thiết thực khi có thể dùng trang trí nhà cửa, trang trí lớp học và có thể sử dụng làm đồ dùng phục vụ học tập cho các môn tiếng Việt, môn thể dục, môn mỹ thuật. Qua thực hiện sản phẩm, giúp các em được trải nghiệm, rèn tính khéo léo, phát huy được tính sáng tạo và hơn hết là yêu hơn những giá trị tinh thần mà các trò chơi dân gian mang lại. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.